chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt về những sinh hoạt cộng đồng trong những ngày tháng tới đối với đài BUNTV 7.3. Kính thưa quý vị, trong những thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy rất là nhiều những chương trình và những thông báo mà đài BUN loan tải về những một cái cuộc gọi là election, là một cuộc tranh cử vào Hội đồng Đại diện Cộng đồng 2014-2016. Tại cộng đồng chúng ta trong tháng 11 này sẽ có một cuộc bầu cử, và sự sôi nổi cho cộng đồng cũng bắt đầu rất là sôi nổi khi mà quý vị thấy là đã có những thông báo là chính thức là có hai liên danh ra tranh cử, liên danh Hợp Nhất và liên danh Đoàn Kết. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng chưa có bắt đầu hỏi chuyện những liên danh, bởi vì là theo chính thức của nội quy ủy ban đó thì tất cả các liên danh phải sau ngày 20 tháng 10 mới được chính thức gọi là làm bất cứ những cái chuyện gọi là campaign hoặc là vận động. Và như vậy thì chúng tôi vẫn có một tổ chức mà cùng gửi quý vị những cái tin tức xung quanh những cái sự kiện nóng bỏng này, đó là Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử. Trước hết thì chúng tôi hôm nay có ông trưởng ủy ban, đó là ông David Nguyễn, có ông Vũ Đình Tùng là phó ủy ban nội vụ, và có bà Nguyễn Thị Yêu là thủ quỹ của ủy ban. Thì không biết là bây giờ ủy ban thì có lẽ là mời anh trưởng ban nói trước là tình hình của cái cuộc bầu cử là mình đang ở cái giai đoạn nào. Xin chào Hương Yên cũng như là quý khán thính giả của đài BYN 57.3. Ủy ban vận động và tổ chức bầu cử sau một thời gian cứu xét tất cả hồ sơ của các ứng cử viên thì chúng tôi có được hai liên danh, và kỳ trước tôi lên đài cũng có đã công bố hai liên danh ứng cử, đó là liên danh Hợp Nhất và liên danh Đoàn Kết. Sau thời gian mà cứu xét tất cả các hồ sơ để mà họp thức hóa hợp lệ thì ngày hôm nay là lần thứ hai để niêm yết danh sách chiếu theo lịch trình của bầu cử. Thì chúng tôi có một sự thay đổi nhỏ nhỏ thôi, là một thành viên của của liên danh Hợp Nhất đã vì lý do gia đình và công việc không có thể nằm ở trong ứng cử viên được. Vì vậy nên xin mượn làn sóng này để đọc qua danh sách của hai liên danh. Liên danh thứ nhất là liên danh Hợp Nhất thì thay vì có 12 người, bây giờ chỉ còn có 11 người. Và thủ quỹ của liên danh là ông Phan Cường Sơn Ninh, 34 tuổi là luật sư. Bà Đỗ Thị Hồng Yến, 49 tuổi nhà thiết kế. Ông Trần Quốc Anh, 43 tuổi nhân viên cứu hỏa. Ông Nguyễn Anh Duy, 42 tuổi luật sư. Bà Phạm Thị Thu Thảo, 35 tuổi kế toán. Ông Trần Quốc Bảo, 34 tuổi địa ốc. Bà Trần Tú Trinh, 51 tuổi CPA. Ông Phạm Kenny Hải, 30 tuổi sinh viên. Ông Trương Phạm Michael, 27 tuổi luật sư. Ông Tan Dân Alexander, 34 tuổi giám thị phi trường. Ông Hàng Xin Hải, 38 tuổi địa ốc. Thứ hai đó là liên danh Đoàn Kết thì vẫn còn là 10 ứng cử viên. Thủ ủy là ông Đào Văn Thảo, 71 tuổi đông y sĩ Cảnh Thiên. Bà Trịnh Ngọc Kelly, 41 tuổi bảo hiểm State Farm. Bà Định Crystal, 34 tuổi bảo hiểm. Bà Phạm Ginger Huệ, 45 tuổi sức khỏe gia đình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, 57 tuổi, nhà báo. Bà Brian Victoria Ái Linh, 39 tuổi, dược sĩ. Bà Cung Lan Hoa, 38 tuổi, kỹ sư. Ông Mạnh Xuân Thái, 63 tuổi, bảo hiểm địa ốc. Bà Đào Mỹ Tiên, 31 tuổi, bác sĩ. Và bà Nguyễn Hoàng Vi Vivian, 29 tuổi, luật sư. Vâng, như vậy là tóm lại thì có nghĩa cái danh sách của liên danh Đoàn Kết vẫn giống như từ trước đến giờ, vẫn 10 người. Cái thay đổi là của liên danh Hợp Nhất là đang 12 người, bây giờ là còn 11 người, là mình hụt mất một người hoặc là lấy ra mất một người, đó là ai ạ? Dạ, đó là anh, theo kỳ trước là anh Tuấn, anh Nguyễn Dương Trần Anh Tuấn. Dương Trần Anh Tuấn, vì lý do công việc anh không thể tham gia vào trong cuộc ứng cử này được. Vâng, thì theo chúng tôi cũng thấy là cái những cái giai đoạn thì chúng tôi cũng thấy là có ngày 25 tháng 9 là cái lần liên yết lần thứ nhất, là lúc đó là sau cái ngày hôm đó là quý vị thấy là có những cái thông báo về hai liên danh và những cái thành viên. Theo trong lịch thì ngày 11 tháng 10 đó là hạn chót để mà thay đổi thủ ủy liên danh, và ngày 14 tháng 10 vừa qua là coi như ngày đóng sổ niêm yết lần thứ hai, cho nên mình có cái kết quả này, kết quả chết luôn là không thay đổi nữa, đúng không? Dạ đúng anh. Anh Quốc Bình, chiếu theo cái lịch trình cũng như là cái điều lệ của nội quy cũng như là thể lệ bầu cử đó, thì kể như là ngày 14 tây tháng 10 là chúng tôi công bố cái danh sách chính thức của cả hai liên danh, tức là đây là cái danh sách chính thức để được niêm yết
cho Đồng Hương bỏ phiếu. Dạ vâng, thì đây là coi như là final, coi như là không thay đổi. Nhưng mà giả sử mà vì lý do gì đó, từ bây giờ cho đến lúc bầu cử là cuối tháng 11, thì ví dụ như một thành viên nào đó bị bệnh vì sức khỏe hoặc là vì bất cứ lý do gì không còn trong liên danh nữa được không, hay là vẫn phải cứ giữ 10 người, 11 người như thế này? Để trả lời cho anh Quốc Bình đó, là theo thể lệ bầu cử đó thì mỗi liên danh phải có ít nhất là 9 người. Tức là cái thể lệ đặt ra là 9 người. Nếu mà cái liên danh nào mà ít hơn 9 người đó thì sẽ có trở ngại. Nhưng mà nếu chúng ta dịch xem thấy thì cả hai liên danh đó đều có 10 người và 11 người thì không có gì trở ngại. Nếu có nghĩa là vì một lý do gì đó thì vẫn còn cái số người gọi là người ứng cử viên gọi là cho dù thụt xuống cho đến số 9 vẫn còn được. Đúng. Như vậy thì đâu cần niêm yết được thứ hai anh, tại vì vẫn còn thay đổi được nữa, thì mình gọi là đến đóng sổ rồi nhưng mà đâu cần thay đổi nữa. Nhưng mà không thay đổi được nữa. Thay đổi đây đó là trừ trường hợp là có thay đổi thủ ủy liên danh đó anh. Chiếu theo cái thời mà lịch trình của mình đó, thì thấy có, anh thấy có rất là thứ sáu ngày 11 tháng 10 đó là hạn chót để thay đổi thủ ủy liên danh. Thì hiện thời bây giờ đó không có thủ ủy liên danh thay đổi gì hết, thì kể như chúng tôi niêm yết lại cái danh sách cũ. Đó là lý do tại sao mà phải cần công bố. Và cũng như là cũng chờ đợi quý vị Đồng Hương hoặc là những cái khiếu nại gì không trong những thời gian qua đối với những thành viên trong liên danh mà quý vị nhiều khi biết đến, hoặc quý vị có những cái thật sự ra thì sau cái cuộc nói chuyện lần trước đó thì đài nhận được cũng khá nhiều cú phone từ hai chiều suy nghĩ với cái sự kiện mà bên liên danh ông Đào Văn Thảo có nói đến là thủ ủy liên danh của bên Hợp Nhất là không có ở đây đủ 5 năm kể từ cái ngày mà bầu cử trở ra, và ủy ban thì cũng có trong cuộc talk show đó có nói là tính cho đến ngày mà bầu cử, theo như ủy ban diễn dịch ra đó là tính đến ngày là từ lúc trước ông thủ ủy liên danh của ủy liên danh Hợp Nhất đã có đủ 5 năm, nhưng mà không đủ 5 năm nếu mà tính gần nhất từ đến ngày gọi là nộp đơn, thì có cũng khá nhiều, đây là cái câu hỏi của Đồng Hương, họ nói đến đó, họ nói là cái câu mà nếu trong nội quy hoặc là trong cái ủy ban đó mà nói là tính đến ngày nộp đơn người thủ ủy phải thụ đủ 5 năm thì phải nói là 9 người out of 10 người thì họ hiểu đó là phải có 5 năm gần nhất. Thì cái cách của ủy ban diễn dịch ra là miễn sao có 5 năm liên tục là được rồi đó, thì hình như là không có gần lắm đối với lại Đồng Hương ngoài kia. Để trả lời cho anh Quốc Bình mà cái câu hỏi của Đồng Hương đó, thì tôi cũng muốn để mà trả lời để cho Đồng Hương được hiểu rõ hơn. Vì vấn đề là cái luật pháp, đây mình nói cho vấn đề nội quy thì nội quy là luật pháp. Ok, mình phải căn cứ trên luật pháp. Thì thật sự ra đó, thì nếu mà xét đến vấn đề mà liên tục á, đây là mình nãy giờ anh Quốc Bình nói là phải liên tục 5 năm đúng không? 5 năm. Cái chữ đúng nghĩa có phải vậy không? Đúng thì rồi. Nãy giờ mình cũng đang nói thì mình hiểu từ cái mùa bầu cử trước là người thủ ủy phải có đủ 5 năm, 3 năm gì đó đến ngày nộp đơn. Dạ, đó bây giờ đó, để tôi trả lời cho Quốc Bình rằng á, nếu chúng ta mà có một người mà đủ 5 năm á liên tục, cái chữ mà tất cả mọi người hiểu đó là chữ liên tục, thì thật sự ra đó khó lòng có một người nào mà có được liên tục 5 năm. Tại sao vậy? Tại vì nếu chúng ta ở trong thành phố mà chúng ta đi ra ngoài thành phố, tức là ra khỏi cái quận hạt Harris, ví dụ vậy, chúng ta đi tới thành phố Dallas hay là chúng ta đi tới thành phố Galveston, thì nó cũng không có liên tục được nữa rồi. Thì vậy nên thí dụ bây giờ Quốc Bình ở tại đây mà Quốc Bình đi ra khỏi nước Mỹ, mà Quốc Bình có cái thẻ xanh, mà Quốc Bình đi ra khỏi nước Mỹ một cái thời gian là 8 tháng, 9 tháng gì đó. Đúng rồi. Một năm gì đó. Thì khi Quốc Bình trở về, Quốc Bình sẽ không có vô được nước Mỹ nữa, tại vì cái thẻ xanh đó nó bị mất. Tại vì cái đó là cái liên tục. Mặc dù là Quốc Bình vẫn là cái người thường trú nhân hợp pháp ở tại nước Mỹ như thường, nhưng mà vì cái chữ liên tục thì đối với luật pháp của Mỹ cũng vậy, thì cái chữ liên tục đó và có một số người không có hiểu nắm rõ rằng là liên tục là như thế nào. Nhưng mà sự thật trên luật pháp liên tục là mình phải không có một ngày nào không có rời khỏi cái thành phố. Thì vậy nên đó là lý do mà chúng tôi có bàn thảo với cả hai liên danh để mà hiểu rõ. Nhưng mà cái vấn đề rằng là Đông Y Sĩ Cảnh Thiên á, tức là thủ ủy liên danh của Đoàn Kết á, đã rút lại cái lời và là khiếu nại rồi.
Thì vậy nên không có cái vấn đề khiếu nại nữa. Thật ra thì chúng tôi cũng đặt cái câu hỏi này á, mặc dù á là có lẽ là rất là nhiều người vẫn muốn là có hai liên danh thì nó mới sôi nổi. Đúng rồi. Nếu một cái liên danh thì nó sẽ không có sôi nổi, nhưng mà nó vẫn là một cái khúc mắc để mà chúng tôi cũng muốn ủy ban phải giải thích. Bởi vì là thật sự là chúng tôi cũng trong cộng đồng này nhiều năm qua thì cái nội quy nó vẫn y như vậy. Nói đến những điều đó đó thì gần như là ai cũng gọi là luật bất thành văn, nhưng mà mọi người đều hiểu như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này nó hơi ngoại lệ là ông thủ ủy liên danh của Hợp Nhất đó là Sheldon Cường thì coi như là ở đây một thời gian dài, sau rồi là đi DC đi học một thời gian cũng khá lâu, 10 năm. Thì bây giờ mới về lại Houston này trong vòng khoảng gần 2 năm. Đó cho nên đó là nếu mà là hiểu theo kiểu mà nhiều quý vị gọi vô đó, đó tối hiểu là 5 năm phải là gần nhất, chứ bây giờ nếu là 5 năm như vậy là không phải đúng cái hiểu tôi hiểu. Có nghĩa là cái cách diễn giải nội quy nó có hai chiều. Đó thì cái đó là một trong những cái mà cũng gọi là follow up sau cái cuộc nói chuyện trên làn sóng VOA với lại ủy ban trong lần trước. Thì thôi bây giờ để mời ông nội vụ chứ ông Vũ Đình Tùng nói một chút về nếu mà nói về trong những cái sự việc mà nó nội bộ như vậy đó thì chắc hẳn là có những cái sự tranh cãi giữa những anh em hoặc là phải đến một cái quyết định chung. Thì ông có thấy là vì cái lý do này mà mình bị giống như là phân cực không? Dạ thì thưa Quốc Bình là không có cái gì là phân cực, bởi vì khi mà đã đi đến một cái quyết định, trước khi mà quyết định một cái vấn đề gì thì ủy ban chúng tôi có phối hợp và như bữa trước đã trình bày với này ở trên đài với quý đồng hương là chúng tôi đã vote trong cái vấn đề của chấp nhận cho liên danh anh Phan Cường làm thủ ủy với cái số vote là 4/3. Thì như vậy không có cái gì là thì gọi là theo số số đông đa số phải không? Nhiều thì để nói lên là trong 7 người tổng cộng phải không? Dạ vâng. Dạ như vậy thì có 4 người là đồng thuận theo cái suy nghĩ mà chấp nhận, còn 3 người kia thì bầu ngược lại. Ý là có nghĩa là liên danh này vẫn hợp lệ, nhưng mà cái điều phải đổi thủ ủy thì hợp lệ hơn đối với suy nghĩ của họ. Đúng. Đúng không? Thì như vậy thì một câu hỏi còn sót lại nữa đó thì chúng tôi thì cũng hỏi một số tại vì ủy ban có nói là có họp với lại bên ủy ban hội đồng giám sát. Thì theo trên làn sóng đó thì quý ông đây nói đó là ủy ban hội đồng giám sát đó thì không có đưa ra cái quyết định, chỉ có là ngồi tham khảo thôi. Nhưng mà một góc độ thì chúng tôi có hỏi chuyện đó thì chúng tôi không biết là trên văn bản và chính thức thì có không, nhưng mà theo chúng tôi có một cái dòng suy nghĩ ngược lại đó là nói là hội đồng giám sát đó thì trong hai chữ này chúng tôi chưa dùng chính thức như gọi là chữ phủ quyết cái quyết định đó, nhưng mà ủy ban vẫn là cái quyền của ủy ban quyết định, có nghĩa là ủy ban có quyền quyết định theo giám sát hoặc là không theo giám sát đó, vậy đúng không ạ? Thì nói với là cô Bình rằng đó là cũng như là thưa tất cả quý khán giả của đài VYN, chúng ta làm việc đây cho cộng đồng thì chúng ta có một cái gọi là nội quy, thì cái nội quy đó định rất là rõ ràng rằng đó là ủy ban là cái cơ quan để cứu xét. Đúng rồi. Hội đồng giám sát chỉ khi nào có vấn đề mà ủy ban có đi sai nội quy thì ủy ban với bị gọi là khiển trách hay là bị khiếu nại hay là cái gì đó từ cái hội đồng giám sát. Thì vậy hội đồng giám sát là phối hợp với chúng tôi, làm việc cho chúng tôi. Thì vậy nên nghĩ rằng đó là có những cái chuyện mà kia đó thì chắc là nó không có được chính xác lắm. Đến giờ này thì hội đồng giám sát đã hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiều trong cái vấn đề gọi là điều hành cái cuộc bầu cử này, tức là đóng góp cho tụi tôi rất là nhiều. Vì vậy nên không có cái chuyện rằng là phủ quyết hay là cái chuyện kia. Tại vì trong cái ngày mà hai ủy ban, tức là hội đồng giám sát và ủy ban đó, thì hội đồng giám sát đã giải thích cho rất rõ ràng rằng tức là có hai ba người của hội đồng giám sát đã đứng lên và nói rằng chúng tôi đến đây để mà đóng góp ý kiến thôi, chứ chúng tôi không có can dự vào cái vấn đề gọi là biểu quyết. Vì vậy nên đó là cái nội quy. Vì vậy nên chúng tôi rất là tôn trọng cái nội quy. Vâng, cảm ơn anh. Thì cũng có một vài cái dòng suy nghĩ chúng phải biện bạch cùng hết quý vị để cho quý vị có nhiều những cái góc độ nhìn có lẽ là cũng đầy đủ trong những cái diễn tiến vừa qua, và hy vọng là có được cái sự hài hòa để mà tiến hành một cuộc bầu cử thật sự là nó suôn sẻ. Chứ không thôi đó thì chúng tôi thật sự là cũng rất là quan tâm khi mà
trong cộng đồng của mình nhiều khi có những cái hai luồng suy nghĩ ngược chiều, thì đến khi mà bên này mà quyết định xong rồi thì bên kia trở thành giống như là tẩy chay. Thì nó sẽ không có hay trong cộng đồng mình. Thì cái đó thì cũng để ý cùng quý vị đồng hương. Thì hiện tại bây giờ đối với ủy ban thì đang có vẫn có là hai liên danh Hợp Nhất và Đoàn Kết sẽ tranh cử trong cuộc tranh cử cộng đồng ở tại Houston của chúng ta. Thì thôi bây giờ chúng tôi có một người mà nói về lĩnh vực này thì chắc là cũng quan trọng lắm, cô Nguyễn Thị Yêu, về ủy ban bên thủ quỹ cũng như là lo về vấn đề tài chánh. Thì không biết là tình hình ủy ban đang thiếu dư như thế nào thưa cô? Dạ thưa Quốc Bình, dạ thưa quý đồng hương. Thì sau một thời gian vận động thì hiện nay chúng tôi đã có được hai liên danh ra tranh cử vào ban đại diện của cộng đồng để tổ chức một cuộc tranh cử và bầu cử tương đối hoàn hảo, thì sự chi phí nó cũng rất là tốn kém. Vì thế chúng tôi rất cần được sự yểm trợ và giúp đỡ tài chánh của quý đồng hương. Quý xin quý mạnh đồng quân, quý vị bảo hảo tâm hãy rộng tay giúp đỡ để chúng tôi có điều kiện tổ chức và cho cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp. Và chúng ta rất là cần, tại vì có hai liên danh ra chúng ta cũng rất là mừng, thì cũng nhờ được hai cái liên danh đó thì cũng có tiền một chút đỉnh, nhưng mà hiện giờ cũng rất là thiếu. Nếu mà không có số tiền đồng bào động cho chúng tôi thêm thì chúng tôi làm gì rất là hạn hẹp lắm. Vâng, thưa cô thì có chở, thì mỗi liên danh thì nghe nói là có đóng 1.500 phong thưa cô. Thì có nghĩa là nó cũng giúp cho cái quỹ của ủy ban là tạm thời là có 3.000 để mà đa số điều hành là những vấn đề chi phí in ấn rồi những cái vấn đề tổ chức bầu cử nữa. Cái ngày mà bầu cử cái ngày đó rất là tốn kém và chi phí cho cái ngày đó. Như vậy thì đối với ủy ban thì hiện bây giờ là mình cần một cái budget khoảng bao nhiêu, 3.000 là đủ chưa hay là 5.000 mới đủ, với mình thiếu 2.000 hay là cô cần kêu gọi bao nhiêu ạ? Bây giờ cô chỉ cần chừng 2.000 đến 3.000 nữa thì đủ. Cái điều đó không có được chính xác là tại vì kỳ trước đó là chính ông Trịnh Du, tức là tổng thư ký của ủy ban, thì ông tổng thư ký của ủy ban có đề xuất ra một cái vấn đề rằng là chiếu theo cái 3 năm trước thì cái ủy ban tốn kém khoảng chừng 10.000 đồng để mà chi phí cuối cùng cũng vẫn còn thiếu. Đó là họ đã kiếm được khoảng chừng 90.000 mà vẫn cuối cùng vẫn còn thiếu đâu khoảng chừng 2.000. Tức là nếu mà thật sự ra đó mà có thể đủ chi phí đó, thì phải từ 10.000 cho tới 12.000. Mà hiện tại bây giờ thì trong cái quỹ á, thì chúng tôi chỉ có được chừng chưa tới 2.000 cộng thêm với là 3.000 của các liên danh. Vì vậy nên hầu như là phân nửa đang còn thiếu, thì vậy nên rất là cần sự gọi là hỗ trợ của tất cả quý đồng hương cũng như các mạnh thường quân. Vâng, như vậy thì chắc là quý vị đồng hương nó ủa sao mà thấy đâu có làm gì xài tiền dữ vậy, thì anh có thể là cho một vài cái món tiền lớn là khoảng bây giờ hàng. Bây giờ tôi có thể trình bày cho Quốc Bình biết rằng á, thí dụ như là ngày 26 tức là ngày thứ bảy 26 tây tháng 10 này chúng tôi có một cuộc tranh luận. Thì nếu mà tranh luận thì chúng tôi phải mướn cái hội trường, tại vì số người tới tham dự có thể lên tới 400-500 người. Thì vậy nếu mà có cái đó thì cái số tiền nó cũng có thể lên cả gần 1.000 đồng để mà tổ chức một cái cuộc tranh luận như vậy. Rồi chúng tôi có tới hai cuộc tranh luận, thì tức là chúng tôi sẽ xài ra cũng khoảng chừng 3.000 bạc về cái tiền đó rồi. Thì chỉ nhỏ thôi đó, là chỉ có cái đó thôi, chưa kể tới in ấn khoảng chừng 12.000 cái lá phiếu, rồi phong bì, rồi chưa kể là phải đóng hộp, đóng chỗ để là phòng kính đồ này nọ. Có nghĩa là tiền nhiều nhất là tiền in ấn. Tiền in ấn, cũng như là tiền cũng phải trả, thí dụ như trả tiền đài và như là thông báo đồ này nọ đó, thì đó đó. Nó tốn kém rất là nhiều. Vâng, thì thật sự ra thì chúng tôi cũng biết đó là đối với ủy ban thì nhiều mà năm đó thì những cái dịch vụ thông báo của các cơ quan truyền thông đó thì thường là những cái dịch vụ đó thì ủy ban có trả một số, rồi cái số còn lại là tùy hỷ của mỗi đài họ ủng hộ thêm bao nhiêu đó, thì tùy cái budget, mặc dù là nó ít nhưng mà có lẽ là một số những cái chi phí quý vị cũng thấy là về in ấn, về những cái chuẩn bị cái ngày bầu cử đó, là cái ngày tốn kém nhiều nhất không? Dạ, ngày đó tốn kém trong nhiều trong cái ngày đó đó thì chúng tôi phải trả rất là nhiều thứ. Từ cái gọi là chuyện nhỏ thôi là cũng phải mua thực phẩm cho những cái người mà quan sát viên, những người thiện nguyện viên, rồi chúng tôi phải tổ chức cái phòng phiếu đó cho nó được bầu cử, cho nó được chín chắn, cho đúng thì là mình phải có bỏ cái thời giờ ra để mình làm những tất cả cái việc đó thì nó rất là tốn kém đó. Không thì mọi năm á, thì mọi cuộc bầu cử trước á, thì chúng tôi cũng thấy á, là ủy ban đó là làm một cái buổi chẳng hạn như là ra nhà hàng đó, ra mắt liên danh xong rồi là gây quỹ luôn bữa đó.
thì năm nay ủy ban có làm một cái buổi gọi là ra mắt liên danh rồi cái quỹ luôn không? Quốc Bình, kỳ này lúc đầu tiên thì chúng tôi cũng nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà muốn làm cái chuyện đó chúng tôi cũng phải tốn kém, chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra để mà tổ chức. Vì vậy nên vấn đề thứ nhất là nhân sự không có, vấn đề thứ hai nữa là tiền không có, thì vì vậy nên chúng tôi mới bỏ qua cái vấn đề ra mắt ủy ban. Thứ nhất là ra mắt ủy ban. Bây giờ chúng tôi mới có được hai liên danh thì chúng tôi sẽ phối hợp với hai liên danh để có một cái bữa ra mắt với là Đồng Hương. Thì cái ngày gần nhất đó là ngày thứ bảy này, ngày 19 tây tháng 10 đó, Quốc Bình, thì chúng tôi sẽ có một phiên họp để mà họp giữa hai liên danh tại trụ sở cộng đồng vào lúc 2 giờ chiều. Thì xin mời tất cả quý đồng hương cũng như là các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, mời quý vị tới ngày 19 tây, ngày 19 tây tháng 10 này. Đó nghĩa là coi như là làm một cái buổi cũng ra mắt hai liên danh ngày 19 đây mà tại trụ sở cộng đồng. Tại sao lúc 2 giờ chiều thì có nghĩa là làm theo tính cách cũng là nhỏ nhưng nhỏ mà không thôi. Có mang cách giống như buổi tiệc gây quỹ không? Chúng tôi không thật sự ra chúng tôi không có chủ trương để mà gây quỹ. Nên tại vì thứ nhất là hai liên danh đã gây quỹ rồi thì sự thật là hai liên danh sẽ phối hợp với chúng tôi để mà trang trải một số gọi là chi phí đó. Vâng, cảm ơn anh. Và cũng như là trở lại một chút trước khi mình rời làn sóng, thì đối với lại ông Vũ Đình Tùng về nội quy đó, thì không biết là mặc dù là sẽ thông báo bữa đó nhưng mà cho sơ sơ biết trước đó là bây giờ là các liên danh rồi thể lệ rồi tuyên thệ vân vân đó, nhưng mà đại khái cái điều mà quan trọng để mà dặn dò những liên danh đó thì có những gì để dặn dò những liên danh trước khi mà họ bắt đầu họ campaign rồi? Dạ thưa, cái này thì phải họp giữa hai liên danh để rồi mình tham khảo ý kiến của hai liên danh dựa theo cái thể lệ bầu cử của ban vận động và tổ chức cũng như nội quy của cộng đồng. Thì đó là thì đó là sẽ cho họ biết là họ làm được cái gì, không làm được cái gì. Dạ vâng, thì cái đó nó đã có ở trong cái thể lệ bầu cử cộng đồng. Vâng, thì có lẽ là chắc là không có cái hồ sơ ở đây thì chắc là không có đủ chi tiết để mình nói những cái điều đó. Dạ, bây không giờ có hồ sơ nhưng mà rồi. Nếu mà đi vào cái đó thì hơi dài. Dạ, chúng tôi có cái phương thức điều hành căn bản của cái phòng có hiểu cái nhưng mà có ý là dặn dò những liên danh đó. Dạ. Trước khi các anh ra campaign rồi, các anh không được mặc áo trắng, phải mặc áo đỏ, hoặc là những khi là phải không được keo bảng to, keo bảng nhỏ vân vân, là những cái đó phải dặn họ. Đúng rồi, đúng rồi, chúng tôi cũng có cái có trong thể lệ bầu cử rồi, tức là cả hai liên danh họ đã nắm vững trước khi họ nộp đơn rồi. Nhưng mà ngoài gã ra thì còn có những thiện nguyện viên đó, thì chúng tôi sẽ phải đưa cái vấn đề thương thức để mà căn bản làm sao để điều hành được cái phòng phiếu đó, để cho Đồng Hương tới thì Đồng Hương sẽ đem theo cái gì, thấy không? Cử tri được tại sao được là cử tri mà không được là cử tri, những người nào mà là cử tri, những người nào không được là cử tri đó. Vâng. Thì chúng tôi sẽ trình bày vào thứ bảy này. Vâng. Ngày 19 tây tháng 10, xin tất cả quý Đồng Hương cũng như cơ quan truyền thông cũng như thân hào nhân sĩ đến là mấy giờ anh? Dạ lúc 2 giờ, lúc 2 giờ chiều tại trụ sở cộng đồng. Lúc 2 giờ chiều tại trụ sở tổng đoàn ngày 26. Vâng, cái đó là cái quan trọng nhất đó, là mỗi năm là quý vị là cứ thấy là cứ phải ủy ban ra mắt liên danh rồi là từ thời điểm đó ra đó là quý vị thấy là hai liên danh mới là ồn ào được. Thì đó là cái ngày quan trọng là ngày 19 tây tháng 10 2 giờ trưa tại trụ sở cộng đồng, mà quý vị đây là một event đã mở cửa cho tất cả mọi người phải không? Dạ, dạ vâng. Mở cửa tất cả cho truyền thông báo chí. Vâng. Và đó là một cái sự kiện cũng như là hôm nay cũng có cơ hội này, cũng ủy ban lên đây niêm yết gọi là lần thứ hai trước khi mà chính thức giới thiệu cùng quý vị hai liên danh và cũng như là bắt đầu họ tranh cử cũng như là vận động. Thì bây giờ có lẽ là lời chót á, chúng tôi có lẽ nhường lại cho người thủ quỹ, chắc là cần kêu gọi quý vị là bây giờ là đóng góp, thì đóng góp cái mục nào, viết check cho ai, gửi về đâu ạ? Dạ, dạ thưa, dạ cảm ơn Quốc Bình. Dạ thưa quý đồng hương, nếu quý đồng hương mà thương tình ban vận động bầu cử thì xin cho tiền thì ghi về cái địa chỉ của đài PO Box 7200 gửi về cái PO Box của đài. Dạ, gửi về PO Box của đài ủy ban. Dạ. Thì có luôn cái check đề tên Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà check thì đề tên là Việt Nam Cộng Hòa để mình bỏ vào của cái quỹ của cộng đồng là VNCS. Thì Việt Nam mình cứ nhìn chữ VNCS thì bảo là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái chữ tiếng Anh thì là Vietnamese Community of Houston Vicinity. Thì quý đồng hương rộng tay thương và ban vận động để cho ban vận động lo chu toàn công việc của đồng bào đã giao phó bầu bán chúng tôi ra. Vâng, cảm ơn quý cô, cảm ơn quý ông đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thì đó là phần hội luận của chúng tôi đối với ủy ban vận động và tổ chức bầu cử nhiệm kỳ cho hội đồng đại diện cộng đồng của 2014.
2016. Và có lẽ cái ngày mà chúng tôi muốn đúc kết là quý vị đó là ngày 19 tháng 10 tới đây, thì mời quý vị đến trụ sở cộng đồng tại 2 giờ trưa với chính thức giới thiệu hai liên danh Hợp Nhất và Đoàn Kết với những thành viên của họ, cũng như là từ sau ngày 19 trở ra thì họ hai liên danh có thể là bắt đầu vận động ở khắp mọi nơi trên mọi lĩnh vực mà họ có thể chọn, hoặc là bắt đầu một cuộc chiến dịch. Và hy vọng đó là ngày bầu cử sẽ rất là sôi nổi với đông quý vị đồng hương tham gia bầu cử. Đến đây thì chúng tôi cũng quá giờ rồi, nên một lần nữa xin chia tay quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những hội lượng lần sau. Xin chào.